Wow, các bạn lên nhanh quá. Hello, hàng Melvin. Hoàng xạ, khi chờ, xem lên rõ, xin đi diễn định, em đi diễn. Cảm ơn các bạn, lên khỏi nhanh. Cho mình còn 2 phút nữa thì mình bắt đầu nha các bạn. Cảm ơn các bạn lên sớm. Lưu xin chào Châu Trần, Lưu Nguyễn chào cả hết. Hy vọng các bạn thích bài này. Bài này, cái tên của bài này là Xin Chào Việt Nam. Các bạn ở Việt Nam chắc chắn là biết rồi nhé. Mình ở Mỹ lâu năm không biết, nhưng mà nhờ Lưu đem mình chuyển nhiễm gửi cho mình bài này. Mê quá. Xin chào Việt Nam. Mình ở Mỹ mình vẫn là người Việt Nam. Việt Nam lâu năm. Không bao giờ mình có thể là người Mỹ được, mặc dù mình là công dân Mỹ cũng như là mình. Chị Diễm Dịch, ok, cho hỏi câu hỏi ha. Rồi, chị Linh. Xin chào các bạn, bạn nào có câu hỏi trên này tí nữa mình trở lại mình trả lời sau nhé. Bây giờ mình phải nói cái đề tài mình cần nói hôm nay, tại vì mình rất là thích thú về cái đề tài này. Tại vì mặc dù mình đọc về các chăm sóc sức khỏe, mình đọc hoài, nhưng mà có những cái tin ấp đế mình thỉnh thoảng mình lên mình đọc, thì mình có những cái tin ấp đế thì mình thấy mình nên lên chia sẻ. Các bạn nào mà thích chăm sóc sức khỏe chủ động thì có thể sẽ nghe được. Tên mình là Hannah Eichenstein, ở Mỹ từ năm 1975 và là khoa học gia về khoa học xét nghiệm. Phục vụ khoa học xét nghiệm 32 năm. Trong số 32 năm đó thì có 16 năm mình là giám đốc, tổng giám đốc và cố vấn khoa học xét nghiệm cho một số bệnh viện, trong đó có John Hopkins, Đại học Y khoa John Hopkins, Đại học Y khoa George Washington, thủ đô Hoa Thịnh Đốn. John Hopkins thì ở Baltimore, Maryland là nổi tiếng nhất thế giới, và cái cơ quan khoa học xét nghiệm mà lớn nhất nước Mỹ đó là Quest Diagnostic. Thì mình đã xin từ chức giám đốc khoa học xét nghiệm năm 2013 để phục vụ New Skin toàn thời gian. Thì trong này đa số là tụi mình với nhau ha, thì mình nói về công ty luôn, đâu có sao đâu. Mà mình cũng rất hãnh diện để nói về công ty các bạn nhé. Thì bây giờ đó, cái cách để chăm sóc sức khỏe chủ động đó, mà để mình tránh bệnh tật và tránh ung thư quý vị. Tại vì mình không muốn, cái chủ trương của mình và mình nói với các bạn mỗi ngày đó là mình không muốn bị bệnh tật, là tại vì mình không muốn là gánh nặng cho gia đình mình, và mình chỉ có khỏe mình mới giúp đỡ được con cái và gia đình mình thôi các bạn. Thì cái đó là cái philosophy của mình, là cái gì mà mình muốn xảy ra cho chúng mình, cho mình. Thành ra mình chia sẻ các bạn điều đó nhé. Thì trong khi nghe mà các bạn không nghe rõ hoặc là trục trặc gì thì đưa số, nếu bị trục trặc đưa số 1 để mình biết là mình đang bị trục trặc. Còn mà không mình tiếp tục nói, không giữ quý vị lâu đâu nha. Thì cái thứ nhất có 9 điều. Có 9 điều mình phải làm để mà tóm gọn nhanh nhất để mà giữ gìn sức khỏe mình một cách chủ động, chăm sóc sức khỏe một cách chủ động để sống khỏe. Cái thứ nhất là mình không được uống soda 100% không được dùng tới, không thì phải thay thế cái nước, những cái nước ngọt như là Coke hay là 7-Up hay là gì đó không được đụng tới quý vị, mà mình chỉ dùng đặc biệt là nước lọc. Và mình có thể uống một ít trà và kể cả cà phê. Cái đó là ba loại nước uống mình có thể dùng nha quý vị. Là tại vì soda tất cả các cái nước ngọt như là gọi là soda ngoài kia đó, Coke, 7-Up hay loại gì đó, tại sao mà nó độc cho mình là tại vì nó đã được minh chứng là những cái bệnh như là béo phì, tiểu đường, bệnh tim, bệnh thận, hư thận nữa ha, rồi kể cả hư gan, rồi kể cả loãng xương, kể cả cái triệu chứng mà axit ở trong bao tử đó, ok, thì nó đều là hậu quả của các cái sự dùng nước ngọt mà soda quá quá lâu quý vị nha. Thì bây giờ mình nên thay thế với nước lọc tinh khiết. Thì nước lọc tinh khiết đó quý vị nên biết, bây giờ cái môi trường đó nó rất là có nhiều chất bẩn ha, là do các công nghệ, rồi nó có ngay cả trong nước ở ngoài cái faucet đó
là nó có drug, nó có những cái drug ở trong đó nó bị nhuộm bẩn bởi drug và nó bị nhuộm bẩn bởi cái pesticide, tức là các chất sát trùng mà này kia kia nọ đó, thành ra cực kỳ độc nếu mà mình uống nước từ cái faucet quý vị. Thành ra mình phải có cái máy lọc nước trong nhà. Thì theo cái sự hiểu biết và kiến thức hiện tại của mình là cái máy lọc nước của Ecosphere của công ty New Skin và hiện bây giờ chỉ bán tại Việt Nam thôi là cực kỳ tốt. Trong cái đội nhóm của mình á, từ ngày Ecosphere ra đời tới bây giờ là bán khoảng chừng trên 50 cái rồi quý vị. Và bây giờ vẫn còn tiếp tục bán rất là chạy, tại vì mỗi khi người Mỹ ở bên này về Việt Nam là họ sẽ vác về một vài cái. Tại vì cái tiêu chuẩn cực kỳ cao cấp của Ecosphere thì mình nói sơ đây nhá. Rồi, thì cái đó là nước lọc tinh khiết duy nhất mà mình cần uống. Và nếu mà mình cảm thấy mình muốn có thích hương vị thì mình có thể uống trà xanh, trà đen và cà phê, nhưng mà phải be sure, chắc chắn là phải mua cái nguồn hữu cơ, chứ không phải là mình cứ đi ra là mình mua, mình phải đọc cho kỹ và mình mua từ hữu cơ. Tại vì cà phê mà không trồng hữu cơ cũng độc như thường quý vị nhá. Và uống cà phê làm ơn uống cà phê đen và không đường, trà cũng vậy, trà nguyên chất của nó và không đường quý vị nhá. Thì cái đó là một một ít. Còn nếu mà đây bây giờ đó thì làm sao bây giờ nó nói về làm sao mình uống lọc mình cái độ uống lọc á, uống nước của mình, nó uống lọc của mình thì như thế nào là đủ, tại vì cơ thể mình cũng không có nên để cho nó bị thiếu nước, tại vì nó thiếu nước thì mình sẽ có những cái triệu chứng như là mình mệt mỏi bần thần cả ngày, mình bị nhức đầu, hoặc là mình bị áy náy, mình gộ gộ, hoặc là mình bị cái đầu óc mình nó confused, tức là nó không có tinh tường, nó không có tỏ tường trong ngày, hoặc là mình bị táo bón, hoặc là da mình bị khô rồi bị già nhanh chóng. Đó tất cả là những cái triệu chứng mà mình lười uống nước kinh niên nha quý vị. Ngoài kia đa số các bạn mình thấy bị á, là các bạn mình giao du làm ngành nail là bị nặng nhất nhá, suốt ngày ngồi giũa cho tới lúc đi về để quên cả uống nước. Thành ra quý vị phải để ý coi chừng điều đó. Thì làm sao mình biết mình uống bao nhiêu là đủ á, thì mình cứ cứ nghe ngóng cơ thể mình, tự nhiên khi nào mà mất nước từ 1% cho tới 2% nước á, là nó sẽ báo cho mình biết là mình uống uống thiếu nước nhá. Thì mình cũng cách thứ hai để mình check á, là mình không thấy đi tiểu mỗi đổi chừng 1 tiếng 2 tiếng mình không thấy mình bị đi tiểu là mình biết mình đang thiếu nước rồi quý vị. Và cái cách thứ ba để check á, là để kiểm soát á, là cái nước tiểu mình khi mình đi tiểu á, nó phải màu vàng nhạt, chứ nếu nó màu vàng đậm á, tức là nước tiểu đặc á, là không có tốt nha quý vị. Ok, thì cái đó là cái mà những cái mình phải coi chừng, nước tiểu của mình phải màu vàng nhạt nó mới sạch sẽ, nó mới là tốt cho mình không có bị khô nha. Rồi bây giờ thì nói về cà phê và trà thì nãy như hồi nãy mình nói với các bạn là phải mua hữu cơ, nhưng mà cà phê đó thì có một số bạn người Việt Nam mình ghiền cà phê gay lắm thì hay hỏi rằng uống bao nhiêu là đủ. Thì đây là cái tài liệu trễ nhất mà ra năm 2015 của hội dinh dưỡng Dietary Guidelines for American, tức là hội về điều chỉnh cách ăn dinh dưỡng mà một cách an toàn đó. Thì mình có thể uống tới 5 ly một ngày quý vị mà không có bị hại cho sức khỏe của mình. Mà ngoài ra đó, trong cà phê nó có cái chất chống oxy hóa mà nó thật sự nó hỗ trợ cho cái tim, và kể cả tim và cardiovascular, tức là hệ thống tim mạch quý vị nha. Thì do đó cái đó là, và kể cả nó giúp cho mình sống mà sống lâu hơn á hả. Thì cái đó là cái tin mới nhất của 2015 của cái hội người Mỹ Dietary Guidelines for American. Ok quý vị, thì cái đó là cái tin mừng cho những người uống cà phê, nhưng mà thực sự mình là 3 ly là mình coi như là đủ rồi 5 ly thì hơi nhiều. Thì cái đó là mình phải nghe ngóng cơ thể mình, có người uống 5 ly mà bị áy náy rồi quọ quọ thì cũng nên ngừng đi nha bạn. Ok rồi, thì xong cái phần ấy ha. Ok, thì bây giờ cái kế tiếp cái đó là phần số 1 về cách ăn uống, một trong 9 cách để mà ăn uống để khỏe mạnh. Rồi cái phần thứ hai là gì quý vị? Cách ăn uống mình ăn bao nhiêu bữa ăn một ngày nhỉ? Có người thì nói 2, có người thì nói 3. Thì đây là cái tin tức trễ nhất mình đọc trên, mình đi theo Dr. Joseph Mercola, Dr. Eric Burt và một số tài liệu mình đọc rất là nhiều trên cái med.org, tức là cái tờ magazine của cho các bác sĩ đọc, các bác sĩ về dinh dưỡng và đủ các thành phần bác sĩ mà chuyên về, họ nghiên cứu nhiều về cách ăn uống và cách sống hữu cơ để khỏe đó quý vị. Thì đây là cách ăn uống bây giờ, đó là cái tin tức trễ nhất mà mình thấy á, là ăn hai một ngày ăn 2 bữa ăn thưa quý vị. Mà tại vì nó, tại sao mình chỉ ăn 2 bữa thay vì 3 bữa, là tại vì cái lợi ích của nó là giảm ký, giảm mỡ nhá. Cái thứ hai đó là nó phòng chống bệnh tật cho mình, và cái thứ ba nó điều khiển được cái lượng đường trong máu mình một cách điều hòa tốt hơn nhá. Và mình và cái thứ tư á, là nó optimizing, tức là nó tối tối hữu hóa
cái ti lập thể, chức năng của ti lập thể, và do đó ti lập thể là cái nơi sản xuất năng lượng cho mình để mình có thể làm việc một cách hữu hiệu trong ngày và không thấy mệt mỏi. Thành ra nó optimize cái đó, tức là nó tối ưu hóa cái công dụng của cái ti lập thể. Và sau đó và cuối cùng nó còn ngăn ngừa được cái sự thiệt hại của tế bào, phá hủy tế bào của mình. Thành ra ăn hai một ngày hai bữa là như vậy, và ăn cách nhau 8 tiếng. Cách nhau 8 tiếng một ngày nha quý vị, hai bữa ăn phải cách nhau 8 tiếng. Thành ra do đó mình có sự lựa chọn, một là mình ăn buổi ăn sáng với ăn trưa, hai là mình ăn buổi trưa với buổi chiều, nhưng mà không nên ăn cả sáng trưa chiều. Thì đây là cái đề nghị của ông Dr. Joseph Mercola quý vị nhé. Thì quý vị tin hay không thì tùy. Thì bây giờ tóm lại, một ngày mình có 24 tiếng thì mình phải ngủ 8 tiếng. Tí nữa nói về ngủ, phải ngủ 8 tiếng một ngày và 8 tiếng mình ăn. Trong cái khoảng window 8 tiếng mình ăn thì 8 tiếng còn lại là fasting, tức là nhịn ăn. Để làm gì quý vị? Cái 8 tiếng còn lại mình nhịn ăn hàng ngày nó rất tốt cho mình, nó thanh lọc cái đường ruột của mình, đường cái bao tử mình được nghỉ ngơi, đường ruột mình có thời giờ thanh lọc để đẩy ra chất độc cho mình, và do đó nó tốt cho mình, nó tốt cho hệ thống cả bao tử lẫn đường ruột. Thành ra trong cái window, cái cửa sổ 24 tiếng một ngày của con người, 8 tiếng phải ngủ, 8 tiếng ăn, và 8 tiếng còn lại để cho cái cơ thể của mình, cái đường ruột của mình và cái bao tử của mình nó nghỉ ngơi. Thì cái bao tử nghỉ ngơi, đường ruột được nghỉ ngơi thì nó mới khỏe lâu dài, trong quý vị. Thì cái đó là cái common knowledge phải không ạ, kiến thức thông thông dụng mà mình có thể thấy nó có lý á. Thì bây giờ mình đang đi theo cái lối đó quý vị. Bây giờ thì mình ăn sáng, mình ăn buổi 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 sáng và mình ăn buổi trưa, chứ mình không có ăn ấy. Thành ra mình ăn 8 giờ sáng với lại mình ăn 2 giờ trưa, cái lối ăn của mình là như vậy. Và sau đó mình nhịn cho 8 giờ sáng hôm sau ha. Nhưng mà cái khoảng cách chính giữa mà từ 2 giờ trưa cho tới ngày hôm sau thì mình uống trà, uống cà phê, và mình cũng có uống cái blueberry drink sometime để mà mình có sức đó. Tức là trong đó chỉ có cái trái cây thôi, thì cái đó mình làm được không, thay thế cái số lượng nước cho mình uống. Rồi bây giờ cái đó là cách thứ hai. Còn cách thứ ba là gì quý vị? Cách thứ ba đó là mình phải clean up cái bữa ăn của mình, tức là mình không có ăn đồ tầm bậy. Mình ăn ăn đúng mà ăn đủ, chứ còn mình không có ăn ăn sai phải không ạ. Mình ăn cái gì mình cho cho người mình nó phải đúng. Thì bây giờ đó thì theo cái lối ăn này đó thì cái 100% thức ăn của mình đó là coi như là rau, rau thì mình được ăn vô vô tư, còn trái cây thì mình ăn giới hạn. Còn mình ăn cái phần carb đó, carb tức là tinh bột với lại đường đó, thì mình ăn giới hạn tới nỗi là mình chỉ ăn 10% trong cái số tổng lượng ăn của mình thôi, còn 80% còn lại đó thì là chất béo tốt, và 10% hoặc là 70% còn lại chất béo tốt cũng được, rồi 20% là protein. Thì ăn như thế nào quý vị ha, để cho mình biết rằng 70, 20, 10 nha quý vị. Tức là 70% là chất béo tốt, rồi 20% là protein, và 10 còn lại là chất carb. Carb thì là cũng như là bún, bánh mì, các cái tinh bột ha quý vị. Nhưng mà đường thì đường với lại gren á, đường với lại các hạt ngũ cốc thì hoàn toàn không nên ăn. Đó, tại vì đường nó rất là có hại cho mình. Thì bây giờ đó, gren tức là các cái loại như là bánh mì mà nó làm bằng wheat, wheat thì là đừng có ăn quý vị ha. Thì cái đó là nó gọi, bên này nó gọi là grain. Ok, thì đường là 0% không ăn, còn tinh bột mình được ăn 10%, tức là bún phở bánh mì này kia kia nọ thì mình có thể ăn vui gì 10%, cơm ăn 10% một ngày được không sao, tức là less một một chén vơi á một ngày thì được quý vị, còn nửa chén thì cũng tốt thôi. Còn mình gần như là có thể nói là có những ngày nhiều ngày liên tiếp mình không có đụng tới cơm và bún đó quý vị, mà nó đa số là rau củ nha, và cũng trái cây limited. Thì cái đó là lối ăn của mình hiện tại. Thì bây giờ mình nói trở lại cái bài ha, thì bây giờ là mình nên thay thế carb bằng cái healthy fat, tức là mỡ tốt nha. Thì mỡ tốt, tại sao mỡ tốt quý vị? Tí nữa mỡ tốt là gì mình sẽ nói. Tại vì mỡ tốt đó nó là clean fuel, tức là năng lượng sạch cho mình. Cơ thể mình mà nó gặp mỡ tốt á thì nó đốt, nó là năng lượng sạch, là tại vì nó đốt sạch hết và nó tạo ra năng lực để cho mình làm việc, cho ra năng lượng để mình làm việc. Còn nếu mình ăn carb vô đó, nó là mỡ dơ, nó không phải là mỡ sạch. Tại sao nó là mỡ dơ? Tại vì cái chất carb á, nó không có được đốt hết và nó tích tụ lại trong trong gan, và nó làm cho gan mỡ, rồi nó làm cho tiểu đường, rồi nó tích tụ lại thành ra mỡ nội tạng, rồi mỡ cơ thể. Thành ra nếu mình ăn carb nhiều đó, tức là mình ăn cơm với bánh mì nhiều quá, thì nó là mỡ dơ, chứ nó tạo thành cái chất nó gọi là năng lượng dơ ha. Còn fat đó là năng lượng sạch cho mình, thành ra do đó mình ăn mỡ mỡ tốt mà để tạo ra năng lượng sạch cho mình. Thì mỡ tốt đó là những cái thứ gì mình ăn vô quý vị, nó từ trong trái bơ ha,
và nó từ trong bơ mà của con những con bò mà ăn cỏ, nó gọi là organic butter đó ha, bơ hữu cơ. Rồi nó từ những cái mình ăn rau ua đồ cũng được, nhưng mà phải là từ organic. Rồi mình ăn trứng của trứng hữu cơ, rồi mình ăn dừa, tất cả những dừa các cái vị ăn ngoài kia đó, cái dừa cũng là tốt cho mình nè. Rồi mình ăn dầu dừa nữa, nhưng mà dầu dừa phải là ép lạnh, chứ còn dầu dừa thắng là không tốt cho mình mà cực kỳ độc. Thành ra ở Việt Nam hay thắng dầu dừa để dùng là sai bé các quý vị. Ở bên Mỹ này đó, ở Việt Nam cũng có dầu dừa ép lạnh nhưng mà cực kỳ hiếm để mà tìm quý vị. Thành ra ở bên Mỹ mình đó là có dầu dừa sạch từ các cái organic grocery đó quý vị, như là Whole Food hay là Trader Joe đó, thì mình mua dầu dừa ép lạnh, mình chiên nấu xào nướng gì đó. Còn mình ăn trộn salad thì mình ăn olive oil, organic olive oil nha quý vị. Thì chỉ có đó, bây giờ là chỉ có hai loại dầu đó mình ăn được thôi. Ngoài ra mình thấy có avocado oil thì cũng ăn được nha quý vị, để làm salad hay là gì đó nhá. Rồi ngoài ra những cái chất béo tốt nó từ đâu ra nữa, nó từ macadamia, cái hạt maca, rồi hạt pecan tức là ốc, rồi hạt ốc chó, rồi hạt almond, hạnh nhân đó quý vị, mình đều ăn được cả. Và ngoài ra quý vị mà còn ăn thịt đó, thì cái thịt bò mà grass fed beef đó, tức là thịt bò ăn cỏ mình vẫn ăn được quý vị, và gà hữu cơ mình vẫn ăn được. Và cá đó thì là cái cá loại có nhiều, có hai loại cá tốt mình có thể ăn được mà nó có mỡ tốt cho mình, thì đó là cá salmon, cá hồi mà chỉ sản xuất từ Alaska mà thôi. Còn các loại cá nông trại thì cá hồi mà nông trại nuôi đó, thì cực kỳ độc. Và cá ở bên Mỹ này hay bán Atlantic salmon, nó cái đó cũng độc luôn quý vị nhá. Thì chỉ có một loại cá salmon mình ăn được đó là sản xuất từ Alaska. Ok, thì cái đó là cái tin tức mình thông tin cho quý vị rồi. Và ngoài loại cá thứ hai rất tốt là sardine đó, hình như là cá mòi thì phải. Mình nói là sardine đó thì quý vị mình thấy trong cái hộp ấy đó, đừng có ăn cá hộp, đừng ăn đồ hộp quý vị, cũng không có tốt. Thành ra làm sao mua sardine ở đâu thì mình không biết, nhưng mà mình không có ăn cá nữa. Thành ra cái này mình đưa tin tức cho quý vị thôi nhá. Rồi thì nói tóm lại, khi quý vị đi chợ đó mà quý vị mua mua đồ mà trong cái hộp đó, nó để là làm sao mình biết được mỡ nào là mỡ tốt cho mình để mình ăn, và mỡ nào mỡ xấu thì mình phải tránh. Thì các cái loại mỡ tốt đó thì là trên cái hộp nó để là saturated, tức là mỡ bão hòa, hoặc là nó để mono unsaturated, thì là ở trong các cái hạt nấc đó quý vị, trong cái hộp nấc đó mà quý vị nhìn cái hạt nhãn á, mà quý vị thấy nó để thành phần phát, rồi ở dưới nó để saturated là mỡ bão hòa thì tốt, mono unsaturated thì cũng tốt, là mỡ bão hòa đơn tốt, và poly unsaturated thì là mỡ bão hòa nhiều á, nhiều thành phần khác nhau ở trong đó đó, thì cũng là tốt. Chỉ có một loại duy nhất đó là mà mình không thể ăn được, là khi nào mình gặp cái chữ mà trans fat á, TRANS rồi fat á, thì quý vị phải tránh xa ra. Và cái đó nó ở đâu ra, nó ở trong cái các cái loại bánh bánh nướng ở ngoài chợ đó quý vị, và trong cái loại, và nó ở trong các cái vegetable oil, tức là dầu ăn mà rau, rồi dầu dầu bắp đó là corn oil hoặc là canola oil, tất cả cái loại dầu đó đó các quý vị phải tránh, tại vì trong đó là trans fat ăn cực kỳ độc. Và tức là các cái bánh như là bagel bán ở bên Mỹ mình nè, rồi các cái bánh donut là phải chạy cho xa, tại vì trong đó là trans fat, là nó sẽ clog cái heart của mình, tức là nó sẽ nghẽn tim nha quý vị, và không tốt. Thành ra do đó đây là cái tin tức về mà ăn mỡ tốt nó còn hỗ trợ gì cho mình. Mỡ tốt là những thứ như hồi nãy mình nói đó, là trong trái bơ, ở trong bơ, rồi nó ở trong các cái loại thịt mà hữu cơ đó ha, thì nó tốt cái gì, nó hỗ trợ cho và cả trứng nữa, nó ở trong trứng nữa, thì nó hỗ trợ cho cái nó có nhiều cái vitamin như là vitamin A, D và E và K. Ok, thì nó là soluble fat, tức là nó là mỡ nhưng mà nó hòa tan ra được. Thành ra khi mà nó vô trong người mình á, nó absorb và nó đi ngay. Không, mà nó còn hỗ trợ cho cái vitamin A, D, E và K absorb tốt hơn trong người mình. Thành ra cái đó là những loại mỡ tốt mà mình có thể ăn được quý vị ha. Rồi bây giờ cái kế tiếp mà mình có thể ăn mà cần ăn nữa là khác đó, là mình phải ăn fiber nha quý vị, fiber. Bây giờ nói ngược lại cái phần phần mỡ đó, mình có cái omega 3 và omega 6 không? Thì đa số mình đi ngược lại phần mỡ thì mình hơi lỡ cái phần này. Omega 6 và omega 3, mình có khuynh hướng ăn omega 6 một cách naturally, tự nhiên nhiều hơn là omega 3. Thành ra để cân bằng, và cái tỷ số của omega 3 và omega 6 trong người mình phải là 1:1, tức là 1:3, 1:6 nhá. Nhưng mà nếu mà mình thường thường mình ăn cái 6 nó nhiều hơn, thành ra trong cái thức ăn hàng ngày của mình, thành ra mình phải be sure là mình uống thêm cái omega 3 để cái tỷ số nó vẫn là 1:1. Thì do đó omega 3 ở đâu ra quý vị? Omega 3 ở trong life hack nano, omega 3 ở trong ấy lớp yốt nha quý vị.
Ở bên Việt Nam mình thì có bán cái lọ Marine Omega 3 đó, thì các bạn có cái lại Wise ở bên Việt Nam, thì hai cái đó mình cần phải dùng để mà Omega 3 nó hỗ trợ gì đó thì mình có cái bài nói chuyện riêng ở trên YouTube của mình, Omega 3 công dụng của nó, quý vị vô xem giùm ha. Nhân tiện đây mình có một cái YouTube là Hana iHunter, thì có nhiều tin tức về những cái cách ăn uống dinh dưỡng, thì quý vị chịu khó vô đó kiếm mà xem nha. Thì bây giờ fiber, nếu bây giờ nói qua cái phần ăn fiber là mình rất là cần, tại vì fiber nó là thức ăn tốt cho đường ruột cho mình, và mình phải cần nhiều cái fiber mà trong fiber nó cũng có nhiều lắm, có thứ mình có cái danh sách của 20 cái thức ăn mà nó có fiber. Fiber là tiếng tiếng Mỹ, còn xin lỗi tiếng Việt là chất sợi. Trong người mình rất cần chất sợi quý vị ơi, thì là sợi thì mình ăn những cái thứ gì để mình có chất sợi để nó hỗ trợ cái đường ruột của mình. Bây giờ mình nói nó hỗ trợ cái gì, thì là trong cái những cái khảo cứu gần đây đó thì là 10% con người ta có thể bị bớt cái nguy cơ chết vì bệnh tật là nếu mà mỗi ngày họ ăn thêm 10 gram fiber mỗi ngày, chất sợi sợi mỗi ngày. Tại vì cái chất sợi đó công dụng của nó đó là nó nuôi sống những con cái nhóm vi khuẩn trong đường ruột của mình, mà vi khuẩn tốt đó, vi trùng tốt đó, và những con vi trùng đó là vi trùng của mình, và nó hỗ và nếu mà nó được tốt và nó được sống và nó được sinh sản nhiều là nhờ cái chất sợi nó giúp đó. Thì do đó cái tiêu hóa và cái sự thẩm thấu của thức ăn mình ăn nó vô đường ruột thì một cách tốt hơn. Và tại vì đường ruột á, 80-70%, 80% ở trong đường ruột là hệ thống miễn nhiễm, thành ra nếu mà đường ruột tốt đó, thì là khỏe đó, thì mình sẽ khỏe có vậy thôi. Thì công dụng của chất sợi đó, công dụng của fiber là gì, là nó giảm mỡ là một ha, giảm mỡ là một, giảm cao máu là hai, giảm tiểu đường là ba, và nó giảm viêm lục phủ ngũ tạng là bốn, và do đó nó giảm cái nguy cơ mà bị mortality, tức là bị chết sớm của mình, bị bệnh tật đó quý vị. Thành ra cái chất sợi đó, tức là chất fiber, nó cực kỳ hữu hiệu tới như vậy. Thì nếu mà mình có thể ăn được những cái thứ sau này, 20 thứ sau này đều đặn thường xuyên, thì có thể mình không cần uống thực phẩm bổ sung fiber. Còn nếu thì 20 cái thực phẩm đó là gì quý vị, là trái lê, trái dâu là strawberry đó, rồi trái bơ thì avocado nha, có sợi trong đó, rồi táo, rồi raspberry, rồi chuối, cà rốt, và cái beet đó quý vị, beet là cái trái nhỏ nhỏ màu đỏ, rồi broccoli là cải, thì mình tiếng Việt mình không cải đó, mà bông cải xanh thì phải, rồi atiso nhá, rồi brussels sprout là cái cục gì, cái trái nhỏ 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 như là có cải đó, nó gọi là brussels sprout, lentil quý vị, rồi kidney bean tức là cái đậu mà hình 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 trái thận đó, rồi pea, pea là cái hạt nhỏ 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 màu xanh đó ha, đó quý vị ha, rồi quinoa, rồi ốc là yến mạch quý vị, rồi almond, rồi hạnh nhân ha, rồi chia seed quý vị biết rồi, sweet potato tức là khoai lang vàng á, và chocolate. Thì đây là những cái thức ăn mà có fiber mà quý vị có thể tìm ăn để mà có fiber, có chất sợi để hỗ trợ đường ruột của mình. Mà nếu quý vị nào không ăn được những thứ như mình vừa kể thì mời quý vị dùng cái này Nutrify. Mình là lúc nào trong nhà cũng có cái này, tại vì mình biết mình không ăn đầy đủ chất sợi cho cái ruột của mình mà nó phải mà mình cần. Ok, thì fiber nếu mà ăn đầy đủ chất sợi thì chống được táo bón và chống 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 tiêu chảy nữa quý vị nha, nhớ nhớ điều đó. Ok, và hỗ trợ tất cả những cái vấn đề về bao tử, thì cái chất này nó là từ ốc, ốc tức là yến mạch, chất sợi từ yến mạch do công ty mình sản xuất nha. Ok, rồi bây giờ cái cách ăn uống thứ hai mình cần phải ăn đó là vegetable juicing. Thành ra nếu quý vị có thể nên 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 juice trái cây rau củ trong nhà như là, nhưng mà phải bắt buộc 100% organic nha quý vị. Và mình có thể những cái thứ mà rau củ tốt cho mình là spinach, là tiếng Việt Nam gọi là bina thì phải, celery là cần tây, và kale ha, thì cái đó là những cái loại mà nó tốt cho mình. Còn trái cây á, mình ăn lý mà tịch thôi, giới hạn thôi, là tại vì nó có nhiều chất đường, ngoại trừ blueberry với lại bưởi thì nó không có nhiều chất đường, với lại nước dừa lẽ nhiên nhá, thì mình ăn có thể được nhiều, còn các loại trái cây khác thì ăn hơi hơi ấy. Rồi bây giờ ở trong này đó họ cũng khuyên là nên ăn các cái loại sprout đó, tức là các cái loại rau củ mà nó nảy mầm á, thì mình chỉ biết giá thôi, thành ra các cái loại đậu mà nảy mầm á thì mình có giá, với lại mình các cái loại đậu nảy mầm như là đậu phi mà nảy mầm các quý vị ăn thì nó rất rất là bổ và rất là tốt cho mình nhá. Rồi thì bây giờ cái kế tiếp á, thì là omega 6 mình nói rồi, nếu mà các quý vị không ăn nhiều được cái omega 3 là trong cá sao mình nè, rồi trong một số trong trứng nè, không ăn nhiều được, mình không ăn cá sao mình mỗi ngày, mình không ăn sardine mỗi ngày, là cá gì, cá mòi hoặc cái vị sardine mỗi ngày, thì mình phải dùng cái này. Không tầm bậy,
mình phải dùng Marine Omega ở trong Youth. Cái này R2, xin lỗi, cái VE hơi buồn ngủ, ở trong Youth và Omega Tree ở trong này là thắt nano nha. Thì cái đó là cái mình phải hỗ trợ. Ok, mình cần Omega Tree. Rồi bây giờ nói về tới cái cách mà không nên ăn nhiều, nói qua cái phần chất đạm, quý vị không nên ăn nhiều chất đạm vì lý do sao? Ăn nhiều chất đạm sẽ bị hư thận nhá. Thì bây giờ ăn bao nhiêu là đủ quý vị? Chất đạm ở đâu ra? Ở trong trứng và trong grass-fed, tức là trong bò ăn cỏ và trong các loại thịt như là lẽ như gà hay là cá ha. Thì mình biết rồi. Thì bây giờ ăn bao nhiêu là đủ, đây là cách để tính toán nè. Ok, mỗi một kg mà thịt nạc của body mình á, lean body mass, tiếng Mỹ gọi là lean là sạch, không có mỡ, body mass tức là khối lượng, tức là mỗi 1 kg của cái khối lượng cơ thể sạch của mình đó, tức là cơ thể mà không có mỡ, thì mình được quyền ăn 1 gram protein nhá. Thì bây giờ mình là thí dụ là quý vị mình là 120 pound thì tính ra là 50 mấy kg, thì mình tính 50 để mà làm toán cho nó dễ cho quý vị nhá. Thì là để tính cái lean body mass của mình đó, tức là khối lượng trọng lượng của cơ thể sạch của mình mà không có mỡ đó, thì mình phải đứng lên cái omron mình đo. Thì cái mỡ của mình, cái body fat của mình á, tức là mỡ cơ thể của mình, cái omron nó báo cho mình biết là 20% nhá. Thì mình phải lấy 20% là mỡ, mình trừ đi 100%, tức là 80% còn lại là cái lean body mass của mình, tức là cái cơ thể nạc của mình mà không có mỡ, thì là 80%, phải không ạ? Thì 80% của 50 kg là 40 kg, mình lấy 50 kg mình nhân cho 80%, thì mình còn lại 40 kg. Thì 40 kg là lean body mass, tức là cái khối lượng của cơ thể mình mà không có mỡ trong đó là 40 kg. Có nghĩa là một ngày mình chỉ được ăn 40 gram protein mỗi ngày. Thì cái quên em cái hộp hộp green shake. Thì trong cái Chinatown, nếu mà mình bây giờ đó, thì một cái miếng thịt gà bằng cái bàn tay của mình, cái chicken breast, thì cái đó là 30 gram protein nha quý vị, ngày ăn miếng đủ rồi. Thịt bò steak cũng vậy, khoảng 30-35 nhá. Rồi cá cũng vậy, cá thì nhẹ hơn một tí thì 25-28 gì đó, thì bằng cái bàn tay của mình nhá, bằng cái bàn tay này nè, bằng cái lòng bàn tay của mình, thì là khoảng 20, khoảng khoảng 30 gram, 30 gram nôm na quý vị ăn một ngày một miếng đủ rồi. Rồi mình ăn các cái thứ khác, nó có protein, protein cũng có trong rau củ, cũng có chất đạm nữa chứ không phải không, một số rau củ có chất đạm sẵn, thì mình ăn thêm 15 gram, như vậy là đủ cho một người 122 pound như mình nhá, hoặc là 50 kg như mình, phải không quý vị? Còn nếu mà mình ăn không đủ, tại dạo này mình thuộc loại vegetarian đó, tức là mình 95% thức ăn của mình có thể là có những ngày mình không đụng tới thịt luôn đó, là 100% á, thỉnh thoảng mình mới đụng tới thịt thôi. Thì do đó mình là vegetarian rồi, thì mình biết chắc là mình thiếu chất đạm, thì mình làm gì quý vị? Thì mình uống cái green shake của công ty mình, thì cái green shake một cái scoop như vậy là 15 gram nhá. Nếu ngày nào mình thấy 2 bữa ăn của mình không có thịt thà gì cả, chỉ có rau không, thì mình hoặc là không có trứng, trứng có protein ở trong đó, ok, thì mình phải uống 2 scoop là 30 gram, thì là mới đủ chất lượng protein cho mình, bằng không mình sẽ bị teo cơ rồi nhá. Quý vị biết cách tính toán ăn thế nào là đủ chất đạm nhá. Thì bây giờ cái phần kế tiếp á, là mình ăn rau mà nó fermented, tức là nó lên men đó quý vị. Thì Việt Nam mình có các loại mà rau mình hay ngâm giấm với lại ngâm củ cải bằng giấm đó, cái đó ăn tốt như quý vị. Rồi bên bên đại hàng thì họ có cái rau kim chi, thì là nó tốt cho mình. Rồi có nhiều loại rau ngâm giấm ngoài kia mà mình để ý mình mua nhá. Thì tất cả những loại rau mà ngâm giấm fermented đó là đều tốt, kể cả nó mushroom á, nấm á, người ta ngâm giấm ở bên Mỹ này nè, họ ngâm giấm với lại olive oil đó, cái đó cũng tốt cho mình lắm nhá. Là tại sao mình tốt cần 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 rau củ ngâm giấm, là tại vì nó hỗ trợ cái nhóm vi trùng tốt trong đường ruột của mình, và vì vi trùng tốt của mình á, mà được hỗ trợ tốt đó, thì nó sẽ tác dụng trong cái sự tẩy độc cho đường ruột của mình rất là tốt nha quý vị. Và nó đồng thời nó làm giảm ký cho mình, và đồng thời nó giữ cho cái mood của mình, tức là mình vui vẻ hơn, mình không có cầu cọ đó. Thì cái rau rau mà nó lên men nó tốt tới như vậy quý vị nha. Ok, à yogurt, yogurt da ua nữa nha, da ua cũng là tốt lắm quý vị nha. Rồi và da ua, nhưng mà da ua không đường, chứ còn da ua bên Việt Nam làm cái kiểu mà cho sữa đặc có đường là cũng đánh đủ rồi, không ăn được nha quý vị. Rồi cái điều thứ 4 mà quý vị phải làm mỗi ngày để giữ gìn sức khỏe của mình là phải ngủ đầy đủ, at least, tức là ít nhất 8 tiếng một ngày nha. Những người mà không ngủ đầy đủ sẽ bị mất trí nhớ. Ok, rồi cái hệ thống miễn nhiễm sẽ yếu dần đi.
Ok, và do đó sẽ tạo ra bệnh tật, tạo ra nhiều cái nguy cơ của nhiều bệnh tật khác nhau, ghê chưa? Tạo ra cao huyết áp nữa và tạo ra bệnh tim hả? Rồi cái đó là những cái, và kể cả tạo ra ung thư, tại vì nó làm cho cái tế bào bị cell destruct, tức là nó làm cho tế bào chết dần chỉ vì mình thiếu ngủ. Thành ra mình không được thiếu ngủ nha quý vị. Rồi là lý do tại sao, tại vì khi mình thiếu ngủ đó thì cái cơ thể mình nó đưa, tại sao mình bị tạo ra béo phì quý vị, lý do là tại vì khi mình thiếu ngủ đó thì cơ thể mình tự nhiên tạo ra một cái hunger, tức là một cái kích thích tố đó, đói gọi là ghrelin, và kích thích tố này khi nó được tiết ra nó làm cho mình kiếm đồ ăn mà mình phải ăn, và do đó làm cho mình bị mập nha quý vị. Thành ra cái chứng mất ngủ nó là như vậy. Rồi bây giờ làm sao để được ngủ ngon hơn thì tập thể dục nè quý vị nhá, uống đầy đủ nước nè, đừng có để đời sống thần kinh căng thẳng quý vị nhá. Rồi cái điều thứ năm đó, để giữ cho sức khỏe tốt đó, mình đọc cái này mình thích nè, là phải săn sóc răng miệng kỹ lưỡng nhá, không có được cái gum, không có được sưng, răng không được sâu và gum không có được infection, được không? Là tại vì á cái hệ thống răng của mình bên trong nó bị viêm á, thì là nó sẽ làm cho mình bị lẽ nhiên bị hơi thở hôi, là một cái gum á, hệ thống núa, gọi là gum núa, ok xin lỗi, nãy giờ mình gọi là gum tức là hệ thống núa, kể cả bên trong răng miệng của mình á, nếu bị sưng bị viêm á thì mình sẽ bị lẽ nhiên hơi thở mình bị hôi, rồi mình bị mất trí nhớ, rồi mình có nguy cơ bị pneumonia tức là phổi động nước, rồi mình có rồi những người mà như vậy mà để hoài không săn sóc cái hàm răng sưng của mình á, là các bạn mà hút thuốc lá la la đó, đúng không? Thì cái gum nó sẽ bị viêm rồi bị tùm lum tùm la đó quý vị, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái dysfunction của cái ok, nó làm cho liệt dục nữa, mình nói thẳng nhá. Ok. Rồi đồng thời nó làm cho hư thận, và đồng thời nó làm cho bị ung thư trong đầu và trong cổ nhá. Thì đó là những cái bệnh ung thư trong đầu và trong cổ cũng do cái kinh niên của cái viêm của cái hệ thống núm răng của mình nha quý vị. Ok, thì bây giờ mình ít nhất là mình phải đánh răng ít nhất 2 lần một ngày, mà tốt nhất là sau mỗi lần ăn, và phải floss nữa đó, là cái thứ hai. Và nếu mà sang xịn hơn một tí là mua cái máy phun nước đó quý vị, rồi đổ cái mouthwash của Nu Skin SPF 24 vô cái nước đó, rồi bắn vô răng của mình mỗi tối trước khi mình đi ngủ cực kỳ sạch. Ok, nhưng mà có cái này hay mà ông Dr. Joseph Mercola ông nói mà mình thấy ở đây là mình phải chia sẻ đây với quý vị nè, là dầu dừa ép lạnh, mình cho một muỗng canh vô miệng mình ngậm, rồi mình xúc qua xúc lại độ chừng 2 phút 3 phút nhá, có thì giờ thì cứ đi qua đi lại rồi xúc tới xúc lui, rồi sau đó rồi mình nhả vô thùng rác, tại vì ông bảo đừng có nhả vô sinh, nó làm ngãn sinh, nó làm ngãn cái sinh của mình. Thành ra cái đó là cũng cái mà ông nhắc ở đây thấy cũng hay. Thì cái dầu dừa, nó có dầu dừa coconut oil, nó có tác dụng sát trùng nha quý vị, và mình đã minh chứng được điều đó. Mình có bạn bị hay bị chảy máu núm răng thì mình cho họ uống ập, mình cho họ dùng cái AP24 với lại đánh răng bằng súc miệng bằng dầu dừa đó, thì cái đó nó đã hỗ trợ được cái người đó nha, thì mình thấy luôn á. Ok quý vị. Rồi mà đồng thời nó cũng hỗ trợ cho chống chống cái AP24, nó chống cho cái chống plaque build up, tiếng Việt Nam gọi là chống cái vôi build up, chống cái vôi đó. Thành ra cái AP24 nó sẽ hỗ trợ mình cái vấn đề làm cho răng miệng mình sạch. Thành ra cái miệng mình dùng gì? AP24 nguyên cái bột nhá. AP24 với lại dầu dừa có vậy thôi. Dễ không quý vị? Đơn giản nha. Rồi cái phần thứ sáu. Cái phần thứ sáu để hỗ trợ sức khỏe các bạn rất là quan trọng là không được ngồi nhiều. Mình phải đi bộ mỗi ngày, thì mình rất là thương các bạn làm nail nhá, và cả những người làm ngành computer. Nhá, ngày xưa mình cũng bị ngồi suốt ngày thôi, ngồi trước computer trong bệnh viện. Phòng lab. Thì nếu mà những người nào mà phải làm những công việc mà ngồi từ 9 tới 10 tiếng mỗi ngày đó, thì họ có đi về, họ cái ngày hôm đó họ tập lại 60, họ tập 1 giờ 60 phút mà để tập thể thao cũng không kéo lại được cái tai hại do cái sự ngồi nhiều của 10 cho tới 10 tiếng mỗi ngày xảy ra quý vị. Nó ghê tới như vậy ha. Thì bây giờ đó quý vị cứ nghĩ như vậy đi, thì làm cách nào bây giờ trong trong thời gian ở tiệm nail hay là gì đó, đây là những cách nào. Thì quý vị tập cái bài 4 phút của cái của nhóm kia mình có đó, ở trên YouTube đó, nó gọi 4 minute exercise đó cho up and down đó, thì cái đó là cái căn bản. Ngoài ra trên YouTube cũng có nhiều cái cử động mà nhảy tại chỗ rồi đứng lên đứng xuống squatting đó quý vị, những cái đó quý vị nên để ý tập. Cái thứ hai đó
là đi bộ mỗi ngày từ 7.000 cho tới 10.000 bước mỗi ngày quý vị. Và cái thứ ba đó, nếu mà ở nhà đó, mình nên đi bộ bằng chân 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 đất, để mà cái chân của mình nó chạm tới cái gạch đó, thì trong cái gạch ở dưới đất đó, cái trái đất ở dưới gạch đất đó, nó có cái điện âm đó, thì nó đi vô trong người mình, và nó sẽ cái đất nó có tác dụng là nó hút hết cái negative electron của mình, tức là cái điện âm ra khỏi người mình, thì nó hỗ trợ trong cái sự nó tốt hơn cho mình. Ok, thì cái đó là cái nó gọi là grounding quý vị. Và cái điều khác nữa để hỗ trợ cái sự bệnh ngồi nhiều của mình á, là mình khi mình làm việc á, nếu mà các bạn có thể đứng làm việc thì tốt hơn là ngồi làm việc nhá. Thành ra mình tưởng tượng một ngày nào đó tất cả các tiệm nail là làm cái bàn để đứng làm nail thì quá trời tốt cho mình luôn nha quý vị. Và đồng thời mình cũng nên tập những cái loại thể dục mà nó làm cho cơ thể mình more flexible, như là flexible tức là co giãn tốt hơn á, thì là Pilates là một, yoga là hai nha quý vị. Rồi, và cái cuối cùng, cái không phải cái cuối cùng, điều thứ bảy là quý vị nên mỗi mỗi hàng năm hay là 2 lần một năm á, quý vị đi khám bác sĩ, nên yêu cầu, mà hình như mình cũng không yêu cầu bác sĩ cũng làm nữa quý vị, là phải làm cái khoa học xét nghiệm gọi là vitamin D đó quý vị, vitamin D đó, đúng không? Tại vì đa số con người chúng ta thì thiếu vitamin D. Ok, thì trong hai sản phẩm của mình cũng có vitamin D, đó là Life Nano và You. Life Nano và You đều có D3. D3 là cực kỳ tốt nha quý vị. Thì nếu mình dùng cái này 2 gói và 4 viên, 2 gói 4 viên mỗi ngày, thì gần như chắc mình không có sợ bị thiếu vitamin D đâu quý vị nha. Thì cái đó là cái cực kỳ cần thiết cho mình. Nếu mà nói về đi, tại sao nó hữu hiệu như thế, nó cực kỳ cần cho mình á, thì nó là một cái bài nói chuyện khác rồi. Thì mình chỉ nói với quý vị ở đây thôi là phải để ý cái đi, tại vì chính hơn 90% con người chúng ta, hồi mình làm trong lab mình thấy như vậy luôn, là khi thử về vitamin D là đều bị thiếu. Thành ra 90% hơn nó đều bị thiếu, thì cái đi nó rất cần thiết cho mình về nhiều phương diện cho sức khỏe của mình. Rồi bây giờ number 8, điều số 8, điều số 8 để tốt cho giữ gìn trong cái vấn đề duy trì sức khỏe của mình là gì, là chống stress, là không có, mình phải làm sao mình những cái gì mà xung quanh của mình negative á, nhiều quá mình tránh ra, mình hoặc là khi mình đương đầu với cái gì mà negative tiêu cực á, thì mình phải dẹp nó đi quý vị. Tại vì đây là cái triệu chứng của những người mà đương đầu với stress mỗi ngày nè quý vị, là bị đau lưng là một, mất ngủ là hai, acid reflux tức là bao tử bị acid nè, rối loạn lở loét là cũng do stress mà ra nha quý vị. Rồi bị lúc thì tiêu lúc lúc thì táo bón, lúc thì tiêu chảy, nó cũng do stress mà ra quý vị nha. Thì do đó làm sao làm đủ mọi thứ để tránh không có bị stress ha, là phải learning how to relax, mình phải học cách để được suy nghĩ tích cực hơn. Thì cách cách làm sao để mà mình giúp cho mình cái vấn đề đó, cái thứ nhất mình có thể làm cho mình đó là meditation quý vị nha, meditation. Cái thứ hai là yoga, và cái thứ ba đó, cái thứ ba là gardening, tức là trồng 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 rau củ ngoài vườn. Cái đó là cái mình rất thích nha. Và nếu mà mình làm hết những cái đó rồi mà mình vẫn không có điều khiển được cái tình trạng stress của mình, nó có những người bị nặng lắm á, thì trong trong sản phẩm Pharmanex New Skin có cái sản phẩm gọi là cortisol đó quý vị, thì cái đó hỗ trợ stress nha. Mà thường thường đa số con người ta, khi mà đa số những người mà khách hàng của mình đó, sau khi họ dùng Life Hack Nano với lại Eloque, tự nhiên họ hết stress. Mình có một cái cô này, tính nói ra tên cổ ở đây nhưng mà không dám, cổ bị stress cả 20-30 năm, và hiện giờ cổ là executive của mình chỉ vì cái sản phẩm này nó đã giúp cho cổ hết stress nha. Và có thể cổ đang đang xem cái này rồi ha, thì cái bạn đó đó là stress cả đời, stress tới nỗi mà muốn tự tử mấy lần nha. Nhưng mà vì cái sức khỏe, khi cô này đã uống cái về sức khỏe, những cái vấn đề sức khỏe khác, cô muốn khỏe ra để mà đi làm nuôi con thì đã thái vậy thôi, thì cổ chủ uống có 2 thứ là Life Hack Nano với Eloque. Thì sau một thời gian tự nhiên có hết stress, cô không còn chán đời nữa quý vị. Thì mãi 1 năm sau cô mới chia sẻ với mình vấn đề này nha. Thì cái đó mình chia sẻ tại đây. Rồi cái điều thứ 9 để hỗ trợ cho sức khỏe của mình là volunteer, mình đi làm việc cộng đồng xã hội quý vị. Ok, và mình làm những cái gì mà nó không có lợi cho mình, thì cái đó nó là một cái vấn đề tâm linh mà nó naturally nó giúp cho cái bộ óc của mình khỏe hơn, và vì vậy mình cơ thể của mình khỏe ra hơn mỗi ngày quý vị nha. Thì bài nói chuyện của mình tới đây đã hết, và cảm ơn 45 40 bạn hiện đang có mặt ở đây, và chúc các bạn tối Việt Nam một ngày làm việc vui vẻ, cuối tuần vui vẻ, và happy Sunday tomorrow. Yep. Thank you các bạn.
Bye bye. Làm sao đó? Đây. Cảm ơn các bạn ý kiến.